Xin chào quý cô chú anh chị đã đến với kênh Lục Lạc Sầm Sơn. Này là anh em sẽ làm một công tác là lột mồi giá để đánh chim này. Đây là lột mồi bằng anh. Đấy, một bằng anh là cứ để những cái con trống. Chung là con máy mà không vàng như này là không lột nhé. Còn con phải là trống, trống hoắc luôn. Trống là nó phải là màu vàng như thế này. Đây. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Trống nó phải vàng như thế này. Thì mới lột mồi nhá. Đấy. Đây là giống như là cái mồi giá để mình treo lên đấy. Bây giờ hiện tại là trong nhà đã để đến nuôi này, nuôi nhưng mà lấy một con ra làm mồi để cho mọi người biết cách làm mồi giá để là đánh chim như thế nào. Đấy, mồi đẹp chưa, chống mắt luôn rồi, chống mắt luôn, chống bằng ứng luôn, còn nó bắt đẹp như con mái này. Mọi người nhìn thấy đấy, con mái nó lơ lơ như này, màu nó không được vàng, con mái là màu nó xanh xanh. Đây, công tác lột mồi của chim vàng anh, lột mồi giá là một con chim mồi đang còn sống. Hiện tại là bây giờ là lột để lấy phần thịt bên trong ra và cho miếng cho sốt nó vào bên trong này. Đấy, thay thế thịt vào đây để chim nó đứng yên một chỗ đấy. Là cho cắt sốt vào bên trong thay vào thịt của con chim này. Có chim này, chí này, dao này, kéo này, mấy cái que để cắm vào cái thân cánh, là chân với lông chân với lông tay, lông cánh lại á mọi người. Thì, đang trong quá trình chuẩn bị. Đây là quá trình đang cắt miếng xốp, đang gọt rửa cái miếng xốp ấy mọi người, để cho ốp vào bên trong thân của con, thay thế vào cái phần thịt của con chim chim đang sống á. Đây là mình gọt làm sao cho nó tầm tầm vừa vừa vào bên trong phần thịt của con chim. Để sau mình nhét vào, mình thay vào bên trong đấy. Thì cách gọt thì nó đơn giản thôi. Nhất là gọt miếng xốp này mình gọt sao cho nó khéo khéo tầm vừa con chim là được. Một lựa nữa. Đây là mình cắt để mô trước, xong rồi tiếp theo vào đến đâu là mình lựa đến đâu là mình cho vào đến đấy luôn. Thì có con chim béo, con chim to, con chim gầy, nên là tiếp là cứ chỉ đến đâu là mình gọt đến đấy, chỉnh đến đấy thì mình nhét vào nó căng cho nó đẹp. Cắt dài theo hình con chim này. Đây là cái phần súng nuôi đúng không? Đây, phần này phần nuôi thì nó gác cái lồng nuôi lên cho nó đẹp này. Còn cái phần phần này là lên trên cổ của con chim này, lên trên đầu. Mấy phần này là phần ở giữa, đây là phần thân của con chim. Đến được 7 năm trời nó hư. Một cái mồi này là được sử dụng được 7 năm trời đúng không? Nếu mà biết bảo quản. Bảo quản. Ừ. Mà bảo quản thì mình không bỏ ngoài mưa nắng nhiều là được, mình cứ đánh xong không mình phải thu cắt. Là xong rồi đóng gói lại là bỏ bằng mắt tủ lạnh. Chứ không để ngoài, không để ngoài mốc. Ngoài sẽ bị bại tử ngoài. Sau khi cái xốp này hoàn thành này, nó là như thế này, để thay thế cái phần thịt của con chim ấy, thì đây là cái này là lên đến phần đầu này, đây là cổ của con chim này, đấy, cái này là chỗ này là chỗ ngực và cái bụng con chim này, còn cái phần này là phần đuôi này, đuôi con chim này, đấy, thì bây giờ là cắt xong cái xốp như này rồi, bây giờ đến công tác nhằm mổ để lấy thịt của chim ra, xong rồi cho cái này vào trong cái xốp này vào trong con chim. Vá lại, xong vào là xếp lông để hoàn thành. Ok. Đây mọi người, đây là cũng là một con chim mồi này. Là con này là làm bằng xốp, thì mình cứ vẽ ra, lấy một lông xốp xong mình vẽ hình con chim như thế này. Xong mình lấy dao mình gọt con chim. Xong rồi mua một lọ sơn về làm sơn màu như thế này thôi. Nhưng mà cái mồi bằng cái xốp này á, mồi giá bằng cái xốp này đánh nó không hiệu quả được. Thì cái hiệu quả là phải bằng cái mồi chim thật. Nói chung là hiệu quả thì phải là cái mồi bằng chim thật nha. Còn cái này chim mồi giá thì của con cái này bằng xốp thì là đánh nó không hiệu quả. Cho nên là phải là bằng cái mồi thật. Trước khi con vào này, con này hơi lạnh. Để cái chim có trúng nước, trúng nước. Có em lấy nước trúng mà. Trúng mày đấy chứ, không có thể chết được. Không, lấy nước tôi còn coi, cỡ nước ăn à. Tôi còn trúng. Đúng là lột mồi. Trúng cốc nước này.
chúng vào cái ngón tay để vén lông ra cho nó gọn đây. Lông cho nó gọn. Thì mà mình cái lông. Ok, lông đầu lông. Lông đầu lông. Lông đầu lông. Là tím ấy, hơn tím hồ xong. Thì như thế lại lông. Điện nội con này chúng em đặt tím con nó được. Con tím. Rồi không được cứ ngại để thắp ra. Thắp ra lại thắp ra, thắp ra xong rồi phải làm bỏ hợp lý hay được. Nó bỏ một cái bỏ mà được cái lô lô cái bỏ mà làm đi thêm á. Bạn bỏ nó đẳng cấp, bỏ đẳng cấp lắm, bỏ nó y chang như con chim của anh ấy. Bây giờ anh vừa anh quay không nhớ được cái kiểu cách làm con bỏ nó cho chuẩn em luôn này. Cái đó là cái chuẩn của thằng người dàn chim quanh, dàn 20 con nó quay đủ 20 con giống nhau cả 20 con. Lúc này mình có đánh đâu, mình làm đâu. Ok, lên cái không, không. Thất. Ok, thử một nhạc tay cầm lại luôn. Cái đây dùng dầu ấy, xăng hoặc dầu thấm thấm vẫn đi thấm lên lâu vẫn thấm không cái dầu công đoạn nó phải lột từ lấy chân trước nha lấy chân trước lột nhé lấy chân trước lấy chân trước cái này là phải lột rửa bài xong nó kéo cái chân lên trước đúng không đúng rồi chân nào bị lắm lâu mình phải cẩn thận không nó rách cái da vì da nó rất mỏng này lột cái này là da nó cực kỳ mỏng nên là phải tỉ mỉ không là nó bị rách da là xong vá nó xấu chết lột nó vất vả lột cái xích liên tục lật cái chân nó ra chung là cái công đoạn này là chủ yếu là lấy cái phần thịt của nó ra đấy mọi người để cho cái miếng này vào bên trong này. Mày thấy bóng luôn đấy cái quả đấy đấy quả ok cũng gì mà biết thế chưa đây là đi anh nó tự đi ra đi anh bùng thì được nhiều lắm lưu gì chứ có nồi gì hả mua rồi ở nhà trong rong mất cho một lần luôn hả không chưa có xin đang bận chứ không đi mà nhà đang hình thức đang lên nữa em đi chứ em luôn hả mình không có những cái nghiệp nghiệp mình cũng có cái chậm tí thấy không nhưng họ làm quên tay đấy quên tay đây đó thứ hai là con này nó để nó hơi dày quá sát ra ngày thì cũng được tầm 2 ngày thôi tầm ngày 2 ngày rồi 2 ngày để giảm lượng mỡ để nó béo có chim béo là nó cũng bị bó mỡ bó lột thôi công đoạn lột cái mồi này là cực kỳ gian nan luôn, cực kỳ khó chứ không đó. Phải là vì là nó là chim nhỏ mình lột cái mồi để cho nó đẹp và nó như thật luôn đấy mà nó phải đẹp đó. Thì nó cực kỳ là khó phải tỉ mỉ cẩn thận chứ không là nó hay bị rách da hay là nó xấu luôn nó chỉ cần rách một đoạn da nào nó thôi là cực kỳ xấu luôn rồi lột hết cái phần thịt ra đấy cái này mình chỉ cần cứ rách da bên là nó rụng nhiều lông là cực kỳ xấu luôn nên là quan trọng là phải là tỉ mỉ cẩn thận rồi một con mồi như thế này là nó rơi vào khoảng độ tầm cửa hơn tiếc chứ không phải là nhanh được thì cái công đoạn này là công đoạn để lấy thịt ra lấy phần thịt trong lấy cái thịt ra không lấy hồi lấy cái thịt ra không là vừa để nó bị gọi là hoại tử á thối mà nó không nó hôi được hôi là chim nó cũng đánh được mùi đấy mà vậy da nó mỏng lắm nên là cái này là phải tỉ mỉ chứ cái da này mà mình mà lột không cẩn thận nó rách da là hỏng luôn cái mồi luôn thế nên cái da này cứ phải lột tỉ mỉ từ từ cắt làm sao mà nó không bị rách da không bị bỏ da được chim lột thì con cá là để lấy gầy này thì lột thì nó lấy ra nó bền lâu thôi còn nó sát lắm cần 2 ngày là đẹp nhất cần 2 ngày tay này run run đâu mà không làm
phốt đâu, tôi nghĩ là nghĩ nhanh nghĩ là cũ cái này ngày trước thì tôi thấy là kim người ta lột, mình lột mà nhanh lột mồi. Ừ, ngày xưa đúng vậy, thấy người ta lột rồi mình cũng cứ tự mình lột chứ còn gì, cẩn thận tí nhận được, cẩn thận nó không cắt được. Muốn biết lột đơn giản nhất là làm con mái được nào cũng chỉ cần chỉ không ăn lông mổ. Cái việc làm con mái hoặc là con không cần phải con mái là con béo con gì đấy cũng được, nên là mình cứ lột khoảng độ 1-2 con, cái là bóc được cái lớp da nó không bị rách, là nó không bị hỏng cái lớp da là ok. Xong mình nắn cái thân nó xong chết càng đẹp càng tốt, mà lâu tí được. Chỉ đồng béo tí là giờ lột sau này. Béo lột này nó gầy. Này năm này nay mình đâu nữa. Năm này. Cái này nó nhỏ là qua đến phần này là chuẩn bị nhanh vậy đó, là ra một thịt là ra thịt mà ra là ra ra là nó dính lông nhỉ, mà mọi người lột là nhớ là giảm bớt rụng lông một và đặc biệt nhất là không được rách ra đấy, và quan trọng nhất là cũng cái lông là giảm bớt rụng lông để cho sạch, nó đẹp có nhiều lông đẹp đang biết nhiều lắm. Bây giờ chúng ta thịt này ra là cái này là dán lên uống rượu thì nó đi biếu lên đến như hai bên từ chân từ đuôi lên đến tận cổ luôn nha mọi người, bên cánh này hai chân và một bên cánh tiếp tục bên cánh này được rồi, khéo mà lột ra là chưa mà về lột cái này từng bài luôn được có bài cũng con thì bao lột cái gì vậy, không được lột nhanh thì sao một cái nhòm cái chậm chậm thôi. Thì có mấy thứ hai là con chim này chim đẹp đẹp đi, mình lột cẩn thận tí hơn thì cũng lột cũng tiếng mà xong hai con chim này dài chứ. Dạ, cốc cũng ra. Có dài ra. Cái trứng nhiều nhiều, nhanh lắm đi, ta là nó đỡ ra, dài đỡ đúng. Xong rồi lên đến lột ra cổ luôn, lên đến tận đầu này, nhanh nhanh. Xong rồi cắt ngang cái phần thịt này đi nha. Đấy, cắt lên cái phần cổ, sát đầu luôn. Sát đầu luôn. Xoay như thế. Như thế thì mình gió. Lột đây là ra nửa đầu đúng không? Nửa đầu. Cái cổ này, nửa đầu. Cái cổ ra đến nửa đầu để làm mình cắt ra. Đằng đéo vào lấy lớp lớp thì vậy. Đây, xong rồi lột. Là cái miếng thịt của nó là ra lột ra như này thì tí nữa là mình thay thế cái miếng thịt này, đây miếng thịt này là miếng thịt thật này của con chim này, đây miếng thịt thật con chim này lột ra này, và đây là cái miếng bây giờ tí nữa là mình lắp cái miếng thịt giá này vào này, đấy thì cái phần này là phần để gác lên cái lông mũi gác ở trên đây đấy mọi người, đấy, lông mũi gác ở trên này nha, còn cái trên này là phần cổ nha, đấy, lắp vào giáp với cái đầu của nó con chim luôn, đấy, tí nữa là cho vào đầu nào. Còn gài đi ngay đi xấu không? Còn bạn là bắt đầu là... Này bác cơ, nó phải cắm cái gì cho cắm không? Cắm vào, nó bây giờ nó sớt chịu. Cắm cái phần chất. Cắm cái phần thịt giá vào bên trong. Đấy, bây giờ lại lột ngược lại. Đấy, cho vào thành phần chim. Anh, cái đầu. Chim đặt rồi, đấy, nhờ cũng phải luôn. Không giờ đưa đầu nhá. Chắc. Chắc không đẩy thôi. Đấy, cổ không như thế này, mình nằm cái cổ nhỏ lại. Đấy, cái đầu kia thôi ra. Cái cái này là con cái này hay đúng phải đúng cái đấy á, cái là cô cổ làm dài cổ ra là hay không, cái cạn nó phồng lên là nó thưa đâu nha, nó cười rằng nó nở lông ra đây là được không, cái mày em khẽ đây rồi, bắt đầu đến cái công đoạn là xếp cánh nha, xếp cánh xếp đuôi vá xong bụng với xếp đúng không. Đây, bây giờ là lấy cái công đoạn cho xa vào, vá lại. Đẹp con chim đẹp nhá. Chim đuôi đây là biết là đã biết là đẹp rồi. Được rồi, ok. Xếp đưa lên là ta đã biết là đẹp rồi. Là công đoạn vá cái phần da bụng lại nha mọi người, vá lại cái này sẽ cho là miếng thịt giá vào bên trong, cái này cũng vá nha, vá lại thì vá đều, không phải vá toàn thì vá
vá đều để cho nó không bị rúng lại. Đấy, xấu vá đều vá lên đầu là nó kéo lại, lại nó kéo lại nhìn rất chi đẹp luôn, lông nó không bị lộ vá thì dài hơn vá chưa nhé, vá chưa thì nhanh hơn nhưng mà nó có vẻ là cũng chưa đầu đâu, nó không làm cho bỏ thầy cứ gì đây bố làm tí làm là cũng không phải đấy. Ba móc những móc này nó móc xuống đi chuẩn bị đấy nha. Đấy, anh đầu là lòng 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 khiếp vào đây ngay luôn, nhìn đẹp luôn cái phần bụng của nó. Đấy, anh làm bỏ nhỏ với ông Tung cũng có là nhỏ cái gì đấy. Ông cười đấy. Biết đâu mà. Bắt đầu đứng phơi, đứng nó đang chìm. Được má tại là cái bàn này là công đoạn phá sắp xong rồi nha mọi người. Xếp cánh và cánh như tôi mà xếp là hai chiếc kéo phải không? Kéo lông cùi này bạn, lông cánh này bạn, cánh kia. Cá hai cái cái cánh thôi mình xuống dưới lòng cánh một chút đó là khi nó xếp lông lên là nó không bị xuống chỗ đấy nhỉ, trong là cái đuôi lông đuôi thẳng đuôi băng lên cái lông đầu bây giờ còn nhất tiếp đấy cái nhát đuôi nguyên bây giờ ở đây được không, dài đuôi tí bán nó đỡ mình làm dễ nhất là mình làm dễ con chim thật mọi người nhìn thấy không, con chim thật nó như nào con chim mồi nó như thế luôn không khác chỗ nào luôn, các nó đẹp đẹp nó ngắn người lông dài thật cái quá trình là lột xong là vá khâu cánh khâu phần thịt giá vào bên trong là hiện tượng bây giờ là nó đang ra như này thì tiếp tục là cái khâu thứ hai này là chỉnh lại cái đầu cái đuôi và cái xếp lại cái lông để cho nó mượt nó không bị như này đấy cho nó mượt lông này nên là nó thẳng đứng lên nhìn chỗ đẹp hơn như này bây giờ là đang xong rồi này cái chuyện cứng lắm cái này mình đổ nhá, từ đây là mình đổ cánh để cho nó đẹp cái cánh không bị xóa cái cánh xuống mọi người, thì ở bên này là hai bên hông của người cánh này, cắm cái que rằng nói chung là to hơn cái tam chút, ngoài nó nhỏ lên, này gót che to hơn cái tam chút xíu, tam nhỏ chứ nó cơ có độ cứng, rồi mình cắm vào cái đầu cánh để cho nó cái cánh nó giữ nguyên đấy, nó không bị xệ cái cánh xuống mọi người, và mình nắm được cái cánh nó xuôn với cái con chim nhìn nó đẹp hơn. Để cho nó vào cái thế đẹp hơn. Đấy, hai cái cánh này đều có hai cái que như này. Khi cắm vào xong thì là cắt phần thừa của cái que đi để cho nó đỡ bị lộ ra. Xong rồi mình có những cái lông nào mà nó chưa được đẹp thì mình dùng bằng tăm mình gãy nó lên để mình xếp lại lông cho nó chuẩn, cho nó mượt, nhìn cho nó không bị hở. Chặt bên kia rồi. Trong cái lòng là sốt, mình cắm nó. Đồng chí Trần Hùng đến từ thủ đô Việt Nam, là thành phố nước Việt Nam, thủ đô Hà Nội, sinh sống tại miền Tây Cà Mau. Mọi khi đồng hồ là thôi nhận tí em đúng là tìm chân hơn. Thế đâu, về em tìm được khoảng. Công nghệ đầy đủ. Sức lòng một cái thằng nhỏ lấy lông nó lên để cho nó không bị lớp lông của nó xếp để cho nó mượt lại nên không bị rối lông nha mọi người. Đấy, để cho nó đẹp. Rồi bắt đầu là xếp lông. Phần kia đây là cái đây là nó bị nhựa nó dính vào mất lông mất bằng lông thì nó hơi hở một chút xíu cái chỗ đấy. Cũng có thể là cái chỗ đấy vá nó kéo xuống từ thọc một cái xuống đây còn nó có còn cái nào dưới đây không? Còn đây. Đấy, rồi.
ok, nó không bị lộ cái phần cái da thì nó xếp lông thẳng lại đẹp. Trong quá trình mình vá ấy mọi người, hoặc là cái quá trình mà mình cầm ấy, thì cái lông chim nó dí vào bên trong ấy. Cái tăm bờ, cái tăm nhọn này mình chọc vào để mình kéo nó lên, kéo nó ra để cho nó lông nó đẹp hơn, mượt hơn, không bị thành cái lỗ. Thế mình nhìn xong sẽ lại nó đẹp. Cái lông gọi là ướt. Mình nói mình vết nước mà muốn chỉnh cũng mới chỉnh một tí đã mà cứ nhìn vậy mà chỉnh thôi. Đây công đoạn này là bây giờ đến phần là lắp cái chân nha mọi người. Đấy có một cái que giá chỉnh thật thành giá mà quả nó đẹp hơn. Đấy số cái đằng lại xong rồi mình vắt chéo hai cái chân nó sang cho nó bám vào trong cái chỗ cái chân đứng đấy. Xong rồi mình vá vào nó đang đậu trên cái cành luôn. Đấy mọi người nhìn kia luôn mình đang đậu trên cành luôn. Nó sẽ chân lên chỗ cái nó đang đậu đấy. Xong mình vá tạm nó lại. Đây là đang gì tạm thời thôi để dùng cái que tre khác thôi. Đây là cái quá trình làm xong đấy mọi người này. Thì con chim ngồi nó là như thế này thôi. Thì tóc ở đây thôi. Đấy là đang ngồi dưới cầu đó. Con chim nó đang ngồi ở trên này. Nhìn thấy không? Bây giờ cái này là cứ đưa lên trên cái thân cây thôi. Đây, đây là con chim ngồi. Đang ngồi nhìn dáng rất chi là đẹp luôn. Đấy, chân nó đang động. Nhìn thấy không? Đây là nghệ nhân. Làm ra bóng chân ngồi, chân hùng. Chân hùng. Thì thôi video của em cũng có thời lượng thì xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Thấy video hay và ý nghĩa thì chia sẻ cho mọi người cùng xem và nhớ đăng ký kênh cho em xin một like và một đăng ký kênh nha. Mọi người có ý kiến thì nhớ comment vào nha. Mọi người đừng quên ấn luôn cái chuông bên cạnh để thông báo video tiếp theo của em ra nha. Bye bye tất cả mọi người. Bye bye.